Lên luôn, lên luôn. Leo lên luôn, đứng đàng hoàng đi bình tĩnh. Ồ. Quay vòng cái. Quay luôn, quay luôn. Đó, chị có đẹp không? Quá xuất sắc luôn rồi. Vuốt tóc coi. Ồ. Wow. Trời ơi. Lên luôn. Cái bộ này đẹp nè. Đi tới đây luôn, đi tới đây luôn. Tới nữa. Đâu rồi? Rồi, quay vòng đi. Chơi bé Hằng mà khi mình lên đồ nhìn lộng lẫy vậy ta. Quay. Đúng rồi, quay chậm. Trong lúc đâu đi vậy à. Tới. Đi số 8 vậy nè hả? Dặn qua dặn lại vậy hả? Trời ơi, bé Hằng lên đồ mới rồi hả? Như con chúa luôn. Khen chào bé ta. Đẹp long lanh lộng lẫy luôn. Sao Hằng thấy vừa không Hằng không con? Vừa. Đâu con sang vòng coi. Đó. Trời ơi. Đây là những cái bộ đồ của mấy cô cho Hằng nè, với lại cái kẹp tóc luôn nè. Cái kẹp đó hồi nãy là chân bịch luôn hả con? Dạ. Ủa mà sao thấy đi ra xuống mang dép tổ ong cô nương? Dép để trống. Lát hồi thử dép mới luôn nha. Dạ. Rồi bây giờ thằng sẽ tiếp tục thử bộ đồ thứ hai nha Hằng. Dạ. Rồi bây giờ đi vô trong đi, thử bộ đồ thứ hai luôn. Áo đỏ. Wow. Trời ơi. Lên luôn. Cái bộ này đẹp nè. Đi tới đây luôn. Tới nữa. Đâu quá. Rồi, quay vòng đi. Chơi bé Hằng mà khi mình lên đồ nhìn lộng lẫy vậy ta. Quay. Đúng rồi, quay chậm chậm thôi. Quay chậm. Nãy quên, không có chạy kẹp hả? Dạ. Cái này là đầm cúp ngực hả ta? Dạ. Sao chị? Chị lên đây coi, chị thấy con chị sao, đẹp không? Được. Ok, yes. Có ai hỏi cảm nghĩ gì không? Nếu mình trở thành được hoa hậu, mình cảm nghĩ như thế nào? Con phải đi vậy nè, tự trong bước đâu đi vậy nè. Thôi. Đi số 8 vậy nè hả? Dặn qua dặn lại vậy hả? Thôi, con mắc dứt mẹ đi thử rồi Hằng. Vậy coi. Đi thử rồi, bắt đầu từ đó đi thẳng. Đi giống mẹ coi. Rồi, đi coi. Đi. Đúng vậy nè. Đi khúc hết đi. Nè. Đầu chị bước lên chị đi coi. Đúng rồi, chị bước lên chị đi. Đúng rồi đó. Đi giống như xỉn rượu vậy ha. Bài con đi thẳng tới luôn Hằng. Bắt đầu từ thẳng đi lại. Rồi nè, đi nè. 1, 3, 3, 7, 5, 9. Trường sao ngỡ cứng ngắc còn mấy ông rồi. Đi, xong đi. Cái nghe con chưa dịu. Đâu bước lại nó đi vợ nè. Đi bình thường vậy đó, đi bình thường không có ngại ngùng, không cười vậy chân. Con cứ đi cứ bình tĩnh, không có gì chân đi. Rồi, nói chung là quá đẹp rồi. Tới bộ thứ ba phải không? Hai bộ rồi hả? Đâu chị chọn bộ nào nữa chị? Rồi chị chọn cho mấy bé thử coi. Đây, dạ. Yeah. Wow. Đó, bộ đồ gì dễ thương nè. Này thấy bỏ tay xuống coi, hoa hậu mười ai mà cầm tay gì vậy? Cái bộ này nhìn bé Hằng là lớn tuổi rồi, hẳn là đâu Hằng con quay vòng cái Hằng không đó cho mấy cô coi là vừa hết trơn. Sao chị thấy bộ này sao chị? Đi tới chút coi được giám giám khảo Tuyền cho mấy điểm không? Bà con tôi cho 5 điểm à? Trời, con sao có 5 điểm ba? Sao vậy? 5 điểm mà cáo là tôi hợp không đến hả? Không cáo chứ thích áo nào? Cáo đỏ nãy tôi mới đem vô nó mặc rồi đỏ hả? Ừ. Thôi bây giờ Hằng ơi, Hằng bây giờ đáp ứng theo cậu mẹ con chịu khó mặc bộ đầm đỏ rồi. Cái bộ đó là nhu mì nhất chất. Đúng rồi. Luôn. Nhu mì. Đúng rồi, thử đi Hằng ha. Nhất rồi. Đó. 20 điểm. 20 điểm. Ôi, hồi nãy mới cho 5 điểm rồi cho 20 luôn. Thì vậy là cái bộ này gỡ điểm rồi hả? Đâu con. Bộ đó là nhu mì nhất. Sao con thấy sao? Quá đẹp. Đẹp không? Cái này phải con đi làm tóc mất chút nữa ha. Đẹp cực kỳ luôn. Đây hiện tại bác Hằng đang để mặt mộc yêu quý vị. Không hề make up gì nha. Ôi ôi. Wow. Trời ơi, bất cỡ này kìa. Đó là áo đầm ta cánh ghê đó. Wow, đẹp. Đâu đâu Hằng con vuốt tóc lên con hất cái nhẹ kìa, vuốt tóc rồi, vuốt tóc đó. Quay vào coi. Là nữ tính hả? Rồi con vuốt tóc lại coi, vuốt tóc lại coi. Đó. Nói chung ở đây là mình không có chỗ để mà cho bé thử đồ mà. Cái nhà không gian sao là làm gì ha? Quá đẹp luôn rồi, mấy cô mấy chị ơi, thằng còn đẹp không? Rồi hồi nãy giờ là chị ơi. Đó. Quay đi. Đó, bộ này cũng đẹp nha quý vị. Lên sàn diễn. Từ từ leo lên. Siêu mẫu Nguyễn Thị Hằng. Ồ, siêu mẫu. Cái gì Hằng đây? Phạm Thị Hằng. Phạm Thị Ngọc Hằng. Đến từ Đồng Tháp. Thí sinh bằng số bao danh? 001. Một vòng quay bắt đầu. Rồi quay con. Người đẹp. Chục điểm cho em à, quý vị cho bé Hằng bộ này mấy điểm? Quý vị hãy để lại bình luận. Rồi sao rồi nãy giờ mấy bộ đó là con ưng ý nhất là cái bộ nào? Bộ trắng phải không? Trắng đầu tiên phải không Hằng? Dạ. À ưng ý nhất là bộ trắng. Trời ơi đẹp chưa? Rồi bước ra coi.
Ui. Trên đây còn gà đi, gà lên sàn diễn đi. Bộ này đúng đẹp luôn này quý vị. Ok, dép luôn. Để tính gì đâu á. Cái này là nhìn kỹ bé Hằng giống như là mấy du học sinh nước ngoài về chứ không phải là Việt Nam nữa. Ngoại quốc đúng không? Còn lè tài phải không Hằng? Dạ. Đâu con bắn tiếng Anh này. Hello. Nè bây giờ con đứng ra, con quay một vòng đây. Gà em trai. Rồi, vuốt tóc coi. Đó. Để chơi cái đèn đó ha. Gì sao chịu nổi. Hồi nãy giờ quên mấy cái túi ra. Ừ. Mấy cái túi đeo vô coi. Đeo giống hoàng ngoại quốc không? Không, con đeo đi. Con cười mà bình tĩnh đi, đứng đàng hoàng đi. Cũng vui vẻ mà. Ồ, rồi đi tới chút sang chồng đi. Sang chồng ơi. Ồ. Đó quý vị cho bộ này mấy điểm quý vị? 20 điểm. Trên 20 điểm mà. Mắt kiến 20 điểm á, chứ nó mặc bộ đồ là 80 nữa. Là 100 điểm. Không có bộ này đẹp ha. Cái bộ này y như là bé Hằng mặc giống như là sinh viên vậy đó. Đúng không Hằng? Con thấy bộ này đẹp không? Chị dỗ bé đi chị. Những hình ảnh nãy giờ mà các bạn đang xem là bé Hằng thử đồ của quý nhà hảo tâm gửi cho bé đó, thì thật sự khi mà thử bộ nào đồ nấy là bé Hằng lên đồ đều lộng lẫy ha. Sao chị? Nãy giờ chị thấy con chị thử đồ thấy con chị đẹp không? Được. Được chứ không được đẹp hả? Đẹp. Rồi vậy thì chị cho được mấy điểm? Cho 20 điểm. Nhưng mà trong số các bộ đồ chị thấy bộ đồ nào đẹp nhất? Bộ đồ đầu tiên nhất bộ đồ trắng. Với bộ đồ đỏ. Nhìn máy đi chị. Với bộ đồ đỏ. Đẹp ha. Đẹp. Rồi bộ này đẹp không? Bộ này nó nhu mì. Thục nữ. Là nói chung là cũng như là không phải như là cái bộ đồ này mặc đi chơi. Bộ đồ này nói chung là nó nhu mì chân luôn. Là như thị mị luôn đó. Nó bình dị đó. Bình dân luôn đó. Không mà khi mà bá Hằng lên cái bộ đồ này y chang như là sinh viên học sinh vậy đó. Đúng. Hồi đó là Hằng, con nói là lúc trước con học tới lớp mấy con nghỉ rồi chú quên nè. Con học lớp 2. Lớp 2 nghỉ. Nói chung là cái tuổi thơ của con là không có được trải qua cái thời sinh viên học sinh là giống như người khác ha. Yeah. Anh em cho hỏi hộ anh em, tôi biết rồi đó. Thầy ơi, anh em chết luôn. Hồi nãy mẹ nói là ba bộ đẹp nhất là mẹ chấm. Mà theo con là cái bộ nào mà đẹp nhất mà con thích nhất? Dạ con thích bộ màu trắng. Bộ màu trắng đúng không? Cái đầm đầu tiên á hả? Dạ. Đúng rồi, mẹ cũng nói bộ đó đẹp đó. Bộ đó là cũng như là đẹp luôn, mặt sang luôn đó. Đúng rồi. Nói chung á, những cái bộ đồ này là cái tấm lòng của các chị á, thấy bé tội nghiệp mới vậy. Người ta dạ. Thương gửi về rồi. Giờ chị bản thân là mẹ bé thì nói chung thì chị cũng có những cái tật xấu là hay đi nhậu, cũng thỉnh thoảng là cũng không có nhà quan tâm con nhiều. Nói chung trên cộng đồng mạng nhiều người ta cũng có những cái chỉ trích về chị. Riêng tụi em không có trách gì chị cả. Thì bản thân một người mẹ cũng có cái nỗi khổ riêng đó, chị vẫn lo cho các con nhưng tại vì nghiện rượu quá thôi. Thì bây giờ người ta giúp đỡ mà cho bé Hằng được vậy thì chị có cái lời là nhắn nhủ gửi đến thì cho... tôi cũng mang ơn với mấy chú mấy dì và mấy cô mấy cậu cũng như là giúp đỡ cho con của em, thì em cũng rất là mang ơn luôn, tận tình luôn đó thiệt. Tại vì tôi chỉ có tính ăn nhậu thôi chứ tôi con tôi không bỏ, thà bỏ chồng trai bỏ con nó thẳng. Mà ai nói nghiêng nói ngã là ý cái chuyện mà nói mà tôi không hiểu, tôi không biết vụ đó. Ai nói gì nói, nó nghi nó ngã tôi không biết. Mà chuyện tôi không có là tôi làm tin là tôi không có chối chăng gì chân. Có thì nó có, không thì nó không. Chứ đừng có mấy chô mấy chú mà đừng có trách tôi. Tại vì tôi cũng đi kiếm cá kiếm đồ cho con tôi ăn mà. Chứ tôi không có mà đi tầm bậy tầm bạ, làm mày làm bạ, không có gì hết á. À, chú Hòa thiệt hàng nè, con có gọi là có hận mẹ không? Dạ không. Thương mẹ không? Cũng là mẹ mình. Cô suy nghĩ như thế nào về những cái lời nói mà từ mọi người mà nói về mẹ mình vậy? Phụng nha cô em Phụng. Con cà ai nói gì nói Phụng. Cũng là mẹ con à. Cà người ta nói nghiêng ngã mẹ, kệ mẹ đi. Coi con bây giờ chú ý lo cho mấy con đi.
Bây giờ mẹ cũng đi kiếm cá kiếm đồ ăn, có tiền có bạc mẹ cũng đưa cho con nữa. Nhưng ai nói thì nói, mà mẹ không có thôi. Có lời nói không có tội gì chân, ai nói thì người ta chịu. Tao lãnh hậu quả, mẹ không biết. Trong những cái bộ đồ là cái tấm lòng của người ta rất là quý hả chị? Đúng rồi. Đúng rồi. Có thể hồi xưa giờ chắc chắn là chị chưa từng mua cho bé những cái bộ đồ đẹp như vậy luôn. Có tiền đâu mua anh. Tại vì ở chung á, có tiền nhiêu thì mua gạo, mua tóc. Cái đóng tiền điện, tiền nước hết trơn là tiền đâu mua đồ cho con. Nói chung thậm chí cáo nhỏ mua không nổi. Là cô hai anh em lên cho không? Là mua anh em cho á nghe. Cái bộ đồ lót á hả? Dạ. Chuyên nghiệp không? Nói chung là em không đủ khả năng như con đông quá. Mần chồng thì không đi mặn được. Đó. Thì em thì ai mướn cái gì em mặn mấy vụ à. Thì xuống đó đó mồi đất mồi ấy lên á là một ngày nó cho 200. 200 rưỡi là mình mặn 11, 12 giờ vậy đó. Là ngày cũng như 1 tiếng 25 ngàn, 30 ngàn vậy đó. Là mình mặn nhiều tiếng, mình tiền nhiều tiếng. Mình mặn vừa mình nghỉ. Vậy thôi. Là lên đó là đầu quốc sĩ là đầu ngủ. Ngủ đầu là ăn cơm chiều, bắt đầu ngủ sáng làm tiếp. Cộng mấy quả xuân đi xịt. Cộng mấy sách chài đi mở chài dạch cho bạn đó. Bán cái chài đó. Dạch theo tôi. Và bây giờ mới ước ao có được cái chài đúng không? Có cái chài đó là kiếm cá là con tôi không bao giờ đói. Nói chung là ngày nào cũng có cá ăn hết. Chị không. Thấy con bé Hằng đó dễ thương vậy, nó giống ai? Giống em, giống mày. Tánh tình giống em luôn á. Ừ. Y gan luôn hình ảnh. Thôi con mặt giống thiệt. Thôi tôi hỏi thiệt bà nha, sao bà xấu quắc, sao bà đẻ con đẹp gì vậy? Thấm thằng hồi đó tôi đâu có đề tiện tảo lận gì vậy trời. Hồi đó em đâu có xấu kiểu này dữ vậy. Thằng đó đẹp lắm hả? Thấm thằng hồi đó đây nha. Cả đời hết trơn, cả hết trơn, khuôn cưng, khuôn vật cũng ai bằng tôi hết trơn. Wow. Tại vì tôi đi mặn, tôi thương chồng tôi không muốn chân dọn. Nếu mà chân dọn để tiền nữa mua đồ cho con ăn. Ông mua hủ kem cũng 15-20 ngàn, tầm 20 ngàn đó để mua sữa cho con muốn. Không nói câu nhẹ thôi. Hồi xưa giờ chị có sức kem gì không? Tiền đâu mua rớt trời. Không có tiền mua rượu, lấy tiền mua kem. Ngồi đây có chai rượu mà ước ra chưa ai mua nữa mà. Làm gì mà phải có tiền mua kem sức. Chị em hỏi thiệt nè, ví dụ như mỗi cái đợt mà dịp Tết đồ, chị có khi nào mà ra chợ sắm cho con một cái bộ đồ không? Có mà chị có tiền nha. Chị kể lại cái chị kể chị hay có là để bé Hằng kể lại đi. Hồi xưa giờ mẹ có từng dẫn con đi mua đồ Tết không? Dạ có hồi nhỏ. Con nhớ không? Dạ. Con kể lại cho có mấy chú nhỏ nghe. Mua đồ. Có ngày mua nước bộ à, chứ không có tiền nhiều đâu, mua 2-3 bộ. Ừ. Là mặc rồi là chiều nay ví dụ mày mùng 1 Tết á là mới cho nó mặc. Mặc xong rồi cởi ra vẫn mặc đồ cũ lại cũng mới chứ không phải cũ. Ừ. Nhưng mà mặc rồi bắt đầu mới giờ chiều nó giặt bộ đồ này sạch rồi bắt đầu mơ tối là cho nó mặc đi chơi tiếp. Đó. Là có nghĩa là chỉ một bộ đồ mà mặc một hết. Một bộ đồ, một đứa đâu dép. Mặc hết 9 mùng luôn. Mặc hết chân tao qua mùng luôn. Nhưng mà Tết nay ngon rồi, Tết nay nhóc đồ hết trơn rồi. Mặc tới gầm luôn á con. Tới gầm luôn. Ồ cái này là qua tháng giêng luôn á. Qua tháng giêng luôn đúng rồi. Em á, nó thẳng cho anh biết luôn với mấy anh đây thẳng. Con em có đồ mới mặc cho em ha. Nói thầm tệ luôn. Em mặc đồ tao cho không á. Là em không có mua một bộ đồ nào luôn. Nói thẳng một câu danh dự. Không mua bộ đồ nào hết. Không, hồi nãy là trong hai cái thùng đồ áo đó có những bộ là chị mặc vừa đó. Không, tôi mặc xà lỏng mà. Mặc dài không được té. Xà lỏng luôn, nãy có xà lỏng luôn. Té. Không, mặc dài té kìa. Biết sao không? Tôi đi chài nè, đi xịt đồ tôi mặc xà lỏng mà. Tôi mặc quần dài không được. Quen rồi. Thì quần dài mình cắt thành quần tà lỏng luôn. Nếu mà anh mà mặc cái quần dài á mà anh lậu chú nước anh quải cái xịt rồi chấp té anh liền. Tôi mặc xà lỏng là lậu cợ cợ luôn chứ. Mà tôi xịt có nào sắt cá bằng tôi chứ. Xịt cá bự tôi bắt cho con tôi ăn hết trơn, còn cá nhỏ tôi cho hết trơn, cả xóm ngừng núm ăn hết. Cũng tốt quá ha. Không thì khỏi xóm này là ăn cá em không đó. Ừ. Đổ vớn gì này nọ cũng đem về cho ngừng mớ cá lồng tông hay cá linh gì. Không bán à, dứt bắt không bán, cho không bán. Mẹ nói đúng không hả? Dạ đúng. Chính xác không? Dạ. Nói chung là sống có tình nghĩa với xóm làng quá. Nhưng mà người ta không có thương em, người ta nói xấu em không à. Có chuyện có thì nói có, còn có chuyện có mình tôi nói có. Mọi chuyện không có mà nói không có. Còn này đụng má chị không có, ta nói tôi có không chết. Alo, tờ đụng má có ai cùng chồng mình bằng tờ nằm đây nè. Thế nè, nằm đây đụng không? Má nó thập tệ đụng. Cuối cùng mình không có mà nói là tức ha. Xong tức à, ối máu luôn trong tức. Nhưng mà vì con thôi im luôn. Tao không im cho được. Người ta lo cho con mình. Nói ngay mấy anh quay cũng đâu ăn được trong tiền trong loạt này đâu. Đúng rồi. Không tội nghiệp mấy anh. Mà tại vì mấy anh cũng thương con cái của em đó, chứ lậu đồ mạng nữa. Nói chung là cắt tỉnh luôn. Là tới đây chúng anh cũng ăn uống gì đây mà anh thương con em. Mà tới đây quay cho tiền cho bạc. Mấy người giúp đỡ cho con em. Em cũng mang ơn. Cậu ta nói nghiêng nó ngã cậu ta đi em cũng quan tâm. Bà nói đối với em không cần vấn đề đâu. Yêu cầu con em no đó là
đủ rồi. Con gái mà nó hiểu mình là được ha. Đúng rồi. Yêu cầu con em trong nhà, yêu cầu biết thương em là ok. Chứ bây giờ ba có vụ mà nói linh tinh á, nằm đây ngủ đây ôm người tận kệ mẹ nó, ôm mười tận được nữa. Không quan tâm. Tôi nói cái gì tôi không có là tôi không có. Chứ tôi không có ngại ngùng gì đó. Đụng mẹ còn sống sao tôi không làm gì đi, ổng chết tự nhiên chơi cái kia. Không có ai được bà nào mà tự nhiên chồng mình mới chết đây, tự nhiên cái chưa lấy hô cốt vậy nằm đi ôm. Ôm người tình, thánh thần ngủ trời. Hằng à, con có lời gì gửi đến các cô đã gửi quần áo cho con không? Dạ con cảm ơn mấy cô đã cho con tiền với cho áo, cho đồ con mà. Cho tiền con xây sở cho mấy em. Dạ cảm ơn mấy cô. Mấy chú. Nói chuyện như mảnh miệng lên dầm thẳng vô màn hình. Mày giống tao đi. Nói chuyện thẳng. Không không, không. Giống mẹ là giống nghe, nhưng mà giống ăn nhậu là không chịu nghe. Con không ăn nhậu nhưng mà con có dầm thẳng màn hình, con cứ nói thẳng cảm ơn cô chú. Chú bác hay là bà gì đó là có giúp đỡ cho con mấy bộ đồ đó, là con mặc đẹp với tiền bạc hay là gạo thóc hay là mì bọng, là con cảm ơn vậy đó, hiểu không? Bây giờ chị thay mặt cho mấy Hằng nói. Không biết chị đâu nói trời. Tại không nói chị với Hằng. Mới chị. Mới vậy rồi. Là bây giờ là chị thay mặt vô, chị phải nhìn hờ. Quên rồi. Làm lại. Không nói trước quên sao ạ? Bây giờ làm lại. Bây giờ làm lại. Còn không, mình mới chỉ con mình mà. Mới chỉ con mình kêu mấy mà bên đâu. Nhỏ. Cảm ơn đâu biết đâu quên rồi. Thôi làm lại. Bây giờ làm lại. Không, em không biết gì chân á. Quên rồi. Bởi vì sao ngặn không biết được. Quên rồi, nó biết. Nói chung nhiều người người ta sẽ ghét người mẹ nhiều hơn, nhưng mà riêng mấy anh em đây ha, tụi em không có gì ghét chị vậy. Bây giờ đáng thương hơn là đáng trách. Không phải. Xúc trực với chị sẽ hiểu rõ hơn trong video. Không phải, ông mất á, tôi đau lòng từ đó giờ, từ lúc tôi sống với là bốn mặt con tới giờ ha. Đứa con thứ nhất, rồi đứa con thứ hai, đứa con thứ ba, đứa con thứ tư, là tôi chưa từng ngủ sao một ngày nào chân chưa được sang nửa bước. Ông xỉn thì tôi chở ông về. Đi mà ngồi đi hai chồng, dài dài hai chồng. Đó, nhậu nhậu hai chồng cưa đôi. Đó, anh ly, em ly, hai chồng uống dừa là mục đích là nghỉ. Nghỉ rồi ngủ, sáng đi làm tiếp. Còn mà đi đi mặn rồi nghe. Nếu mà tỉnh chạy xe về không được, muốn nhà trọ hai chồng ngủ, mơ về. Mặn tiếp rồi, mơ về. Nói chung là mấy tụi em đây chỉ đem lại cho chị, cho gia đình chị á, là những cái thông điệp thân thiện. Và những cái lời góp ý của mấy tụi em thì mong rằng chị sẽ giảm cái nhậu lại. Để nhiều khi con nó lớn rồi chị. Không, hồi lúc mà anh nó quay mà sao hè luôn của cá đó ha. Là tôi không dài tôi cũng giảm, tôi uống ít xong mà. Có uống một lít mà tôi uống có với ba hai đứa. Mà uống có ba sĩ à. Còn như muốn nữa rồi chiều uống thêm mới nữa tôi mới về đây. Đó, cái hồ tấu này tôi nhậu quá chén tôi về không được. Là tôi chổng sáng tôi mới về. Đó. Có chị có sao chị nói vậy rồi quý vị. Không, là tôi trần thiệt, tôi nói thiệt, nhưng giờ tôi giấu gian ai chân á. Có hồi tối này là tôi tính dài rồi, mà xe không rèn sợ té. Xỉn quá rồi. Đúng rồi, tôi mới ở trong nói ông ba cho tôi ngủ một bữa ông ba. Ngủ ổng vô trong chổng ngủ con ổng. Là em ngủ ngoài giường của ổng. Mà trước nằm chỗ bàn thờ mẹ ở giỏng á. Đó rồi ngủ. Ngủ xong rồi sáng lời tôi mới về, tôi coi cúng cơm bọng coi cúng chưa tôi về tôi cúng. Chứ thường bữa tôi đâu có ở trong đâu. Ở trong chơi chút đi lát về à. Vậy là lát đi về thăm ngoại không chị? Chút gì đâu. Bé Hằng có muốn về ngoại không? Dạ mất lo mấy em. Con ở nhà đi coi 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 đốt nhang cha đừng cho tắt. Đốt nhang cúng cơm. Đừng cho tắt nha con. Hai ba giờ mới về. Có nước nâu rồi này nọ cúng cha đàng hoàng. Thay nước chứ không phải để hoài vậy. Nhưng mà cái đừng có thay mẹ mà mày cũng ly nhậu với cha nghe. Theo cái quan điểm còn sao Hằng, bây giờ con lấy cái mẹ là làm một cái tấm bia hay là tấm gương để con tránh trên cái con đường đó, con suy nghĩ sao, con nói với chú nghe coi, hay là sao? Con muốn giống mẹ. Con không muốn giống mẹ đúng không? Giống mẹ thì giống thôi à, là em hư giống để cho con hư. Có nghĩa là giống mẹ giỏi giang lo cho gia đình, nhưng mà đừng có giống mẹ là đi nhậu thôi. Tại vì mẹ cũng có cái nỗi khổ mới nhậu thôi, chứ không thật sự mẹ cũng không nhậu nữa. Dạ đúng rồi. Không, em mà có sợ làm ở vô nước giật phải không? Nước giật mà khô can á ha. Mẹ em đi chài đâm đâu vô chuột nhậu được, vô mùa đâu nhậu được. Đúng rồi. Kiếm cá kiếm mắm đồ với uống này nọ cho mấy nhỏ ăn không? Giờ ước ao lớn nhất là có được một cái chài. Cái chài. Chài hai phân rưỡi na mà 500 ngàn à. À cái chài khoảng 500 ngàn ha. Cái đó thường ta kêu ship mấy ship gì đó hả?
ship ly đó hả? Hai ban gữ chì bọng tao làm đàng hoàng luôn á. Thường ship ba ship bốn ship gì đó, lại chạy bự chạy nhỏ vậy đó. Chạy bự được khác, chạy nhỏ nó khác. Thôi chạy 500 là chị nói là hiểu rồi. Nó chạy nó cũng vừa tầm. Nó gọn à, vừa tầm mình chạy đường nước á. Em sẵn luôn vỏ chân á, nước cần dịch rồi bút đó. Xịt bình em có chân đầy đủ mà. Ngặt cái tốt một xíu đó thôi. Hằng nãy vui cười bà. Ông nội đó ông chồng rồi. Ê bậy à. Nội chung nhịn đâu. Cậu nữ gì mà ông nội. Em nhìn anh nhiễm á. Sao nhìn nhiễm mà sao hằng cười. Ai mua dép mày đẹp chứ mấy ông. Mấy cô mò đó. Ủa ở nhà tên gì nữa, tên Mén hả? Ở ngoài kêu tên Mén hồi đó biết sao. Em thấy nó méo méo, kêu chí Mén gì đó. Ừ. Còn trong giấy nó tên là Phạm Thị Ngọc Hằng. Không có mén gì đâu. Thì đó còn chút xíu mà. À. Đó có chút xíu xíu à. Mà nó đi nha. Nó đi từ đó mà giật theo lợn đó. Ồ đi nhanh. Đi nhanh mà sữa nó uống như đại ca luôn mà tôm bọng ăn lút. Hàng chi nay nó uống rồi. Hồi đó nó uống sữa là mua cái gái Hà Lan á, một hộp bự gì nè. Một bình nó một ngày nó là 6 hộp đó. Trời có lý ha. Tôm bọng như là ăn quất lắng luôn đó. Là ốc heo, ốc bò gì có lắng á tên năng đó. Còn bây giờ con còn uống sữa không? Sao không đưa uống liền gì? Tao chẳng tử được. Nó giờ nói chung là anh đưa cái gì nó cũng ăn hết trơn. Nó không kén ăn. Mà anh đưa cá nhỏ xíu xíu cái đồng đồ ha, nó không ăn. Chẳng cá bự không hả con? Nó ăn toàn cá bự không? Cá nào mà không có xương, không có mà dĩ, ăn hết trơn. À, cái này nó sợ xương rồi gì. Con cá lồng tông nè, tép đồ nó lật nó ăn. Con sợ. Con cá lồng tông là anh cô quéo, ngon cỡ nào cũng ăn. Cái là từ nhỏ lớn giờ không dám ăn cá nhỏ. Không, từ đó giờ nó ăn cực cũng được. Còn nhỏ kia là nó ăn cực được, nhỏ thứ hai nó ăn cực được. Vậy coi em đâu con. Vậy là con nằm ship lội là hạng sang rồi đó. Không phải ăn sang mà gặp cái biết sao không? Nó ăn vô nó mắc cổ mấy lần rồi. Ừ, cho nên nó sợ nó không ăn nữa. Bởi vì mẹ mỗi lần đi kiếm cá là chừa cá bự rồi. Không à, cá nhỏ nhỏ em cho người ta chân, còn cá lóc có gì là em để lại cho con ăn. Thường vậy thôi chứ. Ếch bọng gì là coi như bẻ giò chân là em về là mặn cho nó ăn hết. Không đồ ngon để cho con ăn chứ dễ gì em cho người ta. Bán thì không biết bán. Không biết cân. Còn ai lại nó không có cá mà thăng thang không tiền là cho. À, rồi giờ Tết nay là có đầm hết trơn rồi. Đưa mẹ ăn bộ đầm, con bộ đầm. Rồi chị hai chị cho bộ đầm nữa rồi ba mẹ con đi vòng sớm chơi. Tết đi đến lô tô. Tiền đâu đi trời. Thôi Tết nay để cho bà tiền bà mặc bộ đồ này đi với bà mặc đầm cái bà nhậu quên đường về. Đúng rồi. Đúng rồi đó. Ừ. Ai, yêu cầu Tết là Tết tôi có tiền 500 ngàn thôi. Tôi đi đâu chứ? Làm gì? Biết làm gì? Làm gì? Tao đâu quấn bài đánh bạc đâu. Mua một rượu gì hả? Đừng ngồi đi chơi, ngọt vậy đó. Mua cách bia vừa quất bình một vậy đó. Chứ mua cá rồi ha. Về nó canh cúng ổng rồi quất lồ. Yêu ha. Ngậu nhà đi đâu chứ xa. Đúng rồi. Sao có đó im à? Sao im mà? 500 ngàn mặc nhà gì là ngu dại gì mình đi đâu. Mua vậy trái cây nó cúng ổng chứ bình bông. Rồi. Hay cháu tập trung nè. Rồi bây giờ mấy tụi em sẽ kết thúc cái video tại đây. Thì mong rằng mấy tụi em vô thì không có hẹn trước nha. Nếu mà vô mà bắt gặp những cái tình huống mà chị sai xỉn là chị không có nhà hay này kia là mấy tụi em giận gì đó nha. Mấy tụi em đây quay clip là tạo cái thân thiện cho chị. Có gì để tạo cho cái chị có một cái tình thương nào đó trên cộng đồng để có thể là cho mấy đứa con chị nó chạm vào tình thương đó. Còn chị bây giờ là giống như là thôi giờ hết biết xuống chị rồi đó. Cười đó em đi giống cá rồi mà mấy anh kêu con em chạy vô kêu em cái em về liền à vậy ha. Dạ còn bây giờ mình chào tạm biệt ông bà cô chú với anh chị khán giả trên cộng đồng mạng đi rồi mình kết thúc cái video này. Dạ chào cô con. Chú cộng đồng rồi chị chào sao chị. Bye bye chị. Chị, để chị tiền chào á. Rồi chị chào ơi. Nào vô không gành chỗ này. Thì chào á chị chào sao? Chị giống như mới đầu vô bạn nhậu chị chào sao? Giống như chào tạm biệt bạn nhậu vậy đó. Chào mấy chị thôi em cũng mang ơn. Mấy chị cũng tới đây giúp đỡ cho con em thì thôi. Em chào à. Rồi. Kéo hết chưa vô nhà. Rồi vô đi chị ơi. Vô, mong phải vô.